Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình cập nhật về dự án ví AT Oneit và cập nhật về cái thông tin sẽ là cho mình rút cái đồng AT này về những cái ví cá nhân như là ví chớt hay là ví MetaMask mình hold trên đấy. Và cái dự án này theo nguồn tin sẽ niêm yết đồng AT trên sàn Bybit khoảng tháng 6 năm 2024. Trước khi mà đi vào cập nhật về cái thông tin mà rút đồng AT, cái này thì nó sẽ có hạn nhé. Thì mình sẽ là cập nhật trước về cái dự án OpenSea. OpenSea là một dự án cho mình đào quay qua app miễn phí. Tức là đây là một cái chuỗi layer 1 giống như là mạng chuỗi BNB chain hay là mạng CoDAO. Thì hiện nay đang cho mình là khai thác qua hình thức là mining. Và bên phía dự án thì họ đang có một cái bản nâng cấp mới nhất. Họ có thông báo cách đây là 7 giờ trước. Thì đây là cái trang Twitter dự án là OpenSea. Bên dưới có một cái bài viết thì cách đây là 7 giờ trước họ thông báo về cái là họ sẽ là nâng cấp một phiên bản app mới lên thì rất nhiều cái tính năng. Thứ nhất thì sẽ có những cái mục như là nhận shipper miễn phí đây. Mình thấy ở đây nó có một cái hình này là hình sẽ cho mình transfer hay là rút cái đồng AC là đồng coin dự án. Bên này phần là stake đang báo nó có mention này. Và cái hình ảnh bên này mình thấy là có Shiba nhé, Shiba bên này mình có thể rút nhé. Thì đây cái hình mà dự án đang chuẩn bị cho nâng cấp. Còn bên này nói về cái quick to earn, tức là cái mình làm khảo sát về crypto đấy để mà nhận nhé. Còn bên này là cái mục như kiểu là mining theo giờ nhé, đào theo giờ nhé. Còn bên này như còn là một cái người nằm trong cái đội dev ấy nhé. Và hiện tại thì cái bản cập nhật này vẫn chưa có đâu. Đây mới là cái bài viết mà dự án có nó thông báo cách đây là 7 giờ 8 giờ trước về cái đang chuẩn bị cho một cái kế hoạch sẽ là nâng cấp cái phiên bản mới nhất. Và bên trong nó rất nhiều những cái tính năng mới. Có thêm cái mục mình có thể là kiếm shipper và sẽ rút cái đồng shipper nhé. Thì dự án cũng là một cái chuỗi layer 1 giống như là mạng CoDAO cũng rất là tiềm năng đấy. Thì bạn nào mà chưa biết tới dự án này thì các bạn có thể xem lại video hướng dẫn của mình bên dưới phần mô tả. Còn bạn nào đang khai thác rồi thì các bạn rảnh rỗi bạn có thể vào đây mình làm cái khảo sát về crypto để trả lời câu đố về crypto này. Mình sẽ nhận thêm cái đồng coin dự án là cái đồng AC nhé. Còn khi nào mà có cái bản mới nhất mà mình cập nhật thì mình sẽ ra video mình hướng dẫn. Còn bây giờ mình quay về mình cập nhật về cái dự án mình tham gia ví AT Oneit. Thì hiện tại trên cái trang chính ở Twitter đấy cũng có một cái thông báo về cái kế hoạch sẽ là mở rút cái đồng AT về ví. Bên trên 18 giờ trước về cái mình cập nhật version lên là 1.0.5 với phiên bản mới. Còn cách đây là 2 giờ trước nhé. 2 giờ trước thì dự án có một cái bài viết thông báo về cái rút nhé. Thông báo quan trọng phải đọc. Người dùng sẽ có thể chuyển mã thông báo kiếm được AT của họ từ ví ATS sang ví khác như ví ủy thác hay là ví mặt nạ là ví MetaMask nhé. Và rất nhiều những cái ví ở đây thì mình có thể bấm vào cái đường link là Telegram dự án để mình đọc cái bản nâng cấp cập nhật trong này. Thì đây cái thông báo về cái mà mình sẽ rút được cái đồng AT về ví thì mình sẽ là copy qua đoạn này mình dịch nhé. Ở đây thì mình dịch qua cái phần tiếng Việt thì dự án có thông báo là thông báo quan trọng phải đọc này. Người dùng sẽ có thể chuyển mã thông báo AT kiếm được của họ từ ví ATF sang ví khác như ví tin cậy, ví mặt nạ MetaMask hay một số cái ví ở đây và một số trao đổi khác sau một thời gian ngắn bằng cách rút. Để rút AT token, mọi người phải xác minh KYC. Vì vậy nếu bạn chưa xác minh KYC của mình thì cần xác minh KYC của bạn càng sớm càng tốt với thông tin và ảnh chính xác. Lưu ý xác minh KYC của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí và người dùng của chúng tôi cung cấp dữ liệu xác minh KYC là hát được mã hóa 100%. Vì vậy, không có cách nào để xử lý hoặc sửa đổi dữ liệu KYC của người dùng từ phía chúng tôi hoặc nhóm của chúng tôi hoặc những người khác. Và đây là cái cảnh báo quan trọng, chỉ còn lại 7 ngày 18 giờ 40 phút thì cái chương trình mà hold USD thì mà chia sẻ cái pool thưởng đồng AT sẽ là hết hạn nhé. Và đây là cái
đường liên kết để cho mình truy cập vào cái trang của dự án. Thì bây giờ quay lại app, mình sẽ hướng dẫn cho bạn nào mà chưa biết xác minh danh tính đấy. Xác minh danh tính thì mình có một cái video trước rồi, mình sẽ để ngay dưới phần mô tả về giới thiệu từng cách để các bạn nhập cái thông tin xác minh nhé. Còn video này mình chỉ là cập nhật cho bạn biết là dự án thông báo là để mà rút cái đồng AT mình kiếm được như này thì phải là vượt qua xác minh danh tính. Để mà xác minh được thì cái mail xác minh và cái mail của bạn xác thực ở trên cái ví này nó phải trùng khớp nhau nhé. Bên này là cái phần web view, này là cái phần mà mình sẽ vào mình thực hiện KYC. Thì hiện tại mình đang là KYC thành công. Đây các bạn bấm phần ba gạch cái này. Các bạn bấm vào cái phần là My Profile ở đây. Ở đây thì nó có một chữ KYC của mình là verify thành công nhé. Đây chữ màu xanh trên này bao gồm cái mail và cầm cái ảnh chụp mặt trước ấy để mà xác minh nhé. Thì của mình đã xác minh thành công rồi. Và sau khi các bạn xác minh xong thì nó sẽ là cho mình một cái đồng là USD này nhé. Tức là ai mà xác minh danh tính xong thì nó sẽ cho mình một cái đồng là USD. Và cái điều kiện để xác minh thì các bạn phải là trùng khớp mail giữa cái ví và ở trên cái web view này. Thì bên mục là Wallet là cái mục ví mình đăng ký mình nhận cái đồng AT miễn phí. Còn bên web view là cái bên mình sẽ là thực hiện xác minh danh tính. Thì đây cái thông báo mà dự án sẽ là niêm yết cái đồng coin của họ trên cái sàn Bybit nhé. Và quay lại mục ví này, trước tiên thì mà xác minh ở cái phần web view này thì các bạn vào cái phần đầu người của mình trên cái ví, các bạn vào phần profile ở đây. Cái phần profile này thì các bạn phải là điền cái mail chính xác đây nhé. Cái mail này thì các bạn phải là trùng khớp với cái mail các bạn sẽ xác minh danh tính. Và sau khi bạn điền xong mail này, first name và last name xong thì bạn bấm vào new online. Sau khi bạn new lại rồi thì các bạn vào phần là web view này. Lúc đấy các bạn mới là tiến hành mình xác minh nhé. Thì ở cái phần web view này các bạn click cái bảng thông báo đi. Các bạn bấm vào cái ba cái gạch màu xanh xanh ở đây. Các bạn kéo xuống bấm vào chỗ là My Profile này. Thì sẽ có phần cho bạn xác minh nhé. Do mình đã xác minh rồi nên là mình không bấm lại nữa. Và sau khi bạn gửi đơn thì nó xác minh rất là nhanh. Có thể là vài tiếng, có thể là khoảng gần một ngày hoặc là một ngày là các bạn được xác minh nhé. Khi nào mà các bạn nhìn thấy ở bên cái phần My Profile này nó ghi chữ là Verify màu xanh ấy, là các bạn đã xác minh thành công. Và ở cái phần bảng điều khiển này các bạn nhận được một cái đồng là USD này, là lúc đấy các bạn đã là xác minh xong nhé. Thì cái thời hạn mà xác minh thì mình cũng chưa rõ là hết 7 ngày mà đếm ngược cái phần hold USD để mà chia sẻ cái đồng AT này thì dự án có cho mình xác minh nữa hay không. Nhưng mà trong lúc này họ đang mở cho mình xác minh thì các bạn nên là xác minh sớm để mà mình nhận được cái quyền lợi là sẽ rút cái đồng AT về ví mình hold nhé. Cũng có thể sau này thì họ chỉ cho mình là hold ở trên ví cá nhân hoặc là cả cái ví này luôn. Nhưng mà khi mà họ mở rút thì tốt nhất mình được rút thì mình cứ rút về cái ví cá nhân mình hold trên đấy. Còn khi nào mà nó niêm yết ở trên sàn thì mình sẽ rút về những cái sàn mình bán sau nhé. Rồi như vậy video này mình chỉ là cập nhật cho bạn biết là dự án này yêu cầu cần phải xác minh thì mới cho mình rút đồng AT. Cũng như là cái dự án OKYC thì sẽ có một cái phiên bản nâng cấp mới, sẽ có nhiều những cái tính năng trong đấy. Còn bây giờ mình gửi tới các bạn là video hướng dẫn và mình xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.